Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phần cuối chuyên mục là phóng sự cảnh giác với thủ đoạn đột nhập nhà trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình. Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai quyết định số 90 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư và đánh giá một năm thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa. Các đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt quyết định số 90 ngày 6 tháng 12 năm 2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố. Đánh giá sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh nghị quyết là chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nghị quyết được Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành trung ương và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc đến các chi, đảng bộ, đảng viên, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ và thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các ban ngành đã xác định rõ công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Tính đến nay, Công an 63 tỉnh thành đã thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc trong nội bộ nhằm tập trung tham mưu ban chỉ đạo tỉnh, thành phố, nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh, thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn luật cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an tới Công an 63 tỉnh thành phố. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Luật Cảnh sát cơ động có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ và xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình mới, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại. Tại hội nghị, các đại biểu và công an các tỉnh, thành phố đã được các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của luật cảnh sát cơ động và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Luật cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động, chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, nêu rõ sự cần thiết ban hành luật cảnh sát cơ động, mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật, quá trình xây dựng dự án luật và bố cục của luật cảnh sát cơ động. Để nâng cao hiệu quả ứng dụng luật vào thực tiễn công tác, cần tăng cường phổ biến rộng rãi nội dung luật tới đông đảo cán bộ chiến sĩ cùng nắm vững và thực hiện. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban hành các văn bản triển khai thực hiện chi tiết gắn với điều kiện thực tiễn. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy công an nhân dân và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Hưởng ứng ngày chạy Olympic, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Dự lễ phát động có các đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, công an thành phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay đã thu hút gần 700 cán bộ chiến sĩ tham gia. Mục đích của chương trình nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào luyện tập thể dục thể thao của cán bộ chiến sĩ và thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, phòng chống bệnh tật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao. Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề.
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải phát triển toàn diện, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, vừa phải có sức khỏe tốt để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau lễ phát động, toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với quãng đường 1.500m trên các đường thuộc khu vực phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Tại thôn Kon Ra Ri, xã Đắk Rova, thành phố Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum chủ trì tổ chức lễ ra quân thực hiện công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo thành phố Kon Tum, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Kon Tum, cùng toàn thể bà con nhân dân xã Đắk Rova. Các đơn vị đã ký kết nội dung thi đua phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Trong đó xác định tầm quan trọng của công tác dân vận và yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang cùng với toàn thể hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận nhằm góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố tăng cường an ninh quốc phòng. Nhân dịp này, Công an tỉnh trao tặng 61 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Đắk Rova. Đồng thời phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 150 hộ dân trên địa bàn xã. Tổ chức sửa nhà cho gia đình bà Y Ly thuộc hộ nghèo thôn Kon Tum Cơ Bơn, xã Đắk Rova. Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác tìm kiếm phát hiện dấu vết tội phạm, cũng như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra cơ bản về lĩnh vực camera của lực lượng kỹ thuật hình sự cho 20 cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự của các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố. Qua tập huấn, cán bộ chiến sĩ đã được cập nhật các văn bản về hướng dẫn điều tra cơ bản lĩnh vực camera phục vụ công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm và hướng dẫn thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ. Bên cạnh đó, còn được nâng cao kiến thức nghiệp vụ thực tế và được nghe giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác. Từ đó khắc phục tồn tại, phát hiện ngăn chặn đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.